Mời các bạn quay lại nha, thi đấu thành phố Bắc Cạn theo dõi xếp thi đấu đầu tiên giữa hai đội huyện Ba Bể gặp trường Cao đẳng Bắc Cạn. Tỷ số hiện tại đang là 3-1. Đội Cao đẳng Bắc Cạn mang trang phục màu xanh, đội Ba Bể mang trang phục màu đỏ. Bóng trong sân, điểm cho Cao đẳng Bắc Cạn 2-3. Ba Bể đánh bóng không qua lưới, điểm tiếp cho Cao đẳng Bắc Cạn 3-0. Bóng ra ngoài, điểm cho Ba Bể 4-3. Điểm tiếp cho Ba Bể 5-3. Cao đẳng Bắc Cạn đánh bóng tốt, điểm 4-5 cho Cao đẳng Bắc Cạn. Đánh bóng ra ngoài, điểm 5-5 cho Cao đẳng Bắc Cạn. Tiếp đánh bóng không qua lưới, điểm cho Ba Bể 6-5. Bóng rơi tự do của các cầu thủ bên phía Cao đẳng Bắc Cạn, điểm cho Ba Bể 7-5. Hết tiếc, đánh bóng không qua lưới, điểm 8-5 cho Ba Bể. Thank you.
lỗi, điểm tiếp cho Ba Bể 9-5. Tốt, điểm tiếp Ba Bể 10-5. Tiếp tục điểm cho Ba Bể 11-5. Về đội Cao Đẳng Bắc Cạn xin tạm dừng hội ý kỹ thuật. Ba Bể đánh bóng ra ngoài, điểm cho Cao Đẳng Bắc Cạn 6-11. Cao Đẳng Bắc Cạn đánh bóng tốt, điểm 7-11 cho Cao Đẳng Bắc Cạn. Thành công, điểm cho Ba Bể 12-7.
điểm tiếp cho Ba Bể 13-7. Ba Bể phát bóng. Tài xác định lối nâng bóng điểm tiếp cho Ba Bể 14-7. Tốt, điểm 15-7 cho Ba Bể. Điểm cho Cao Đẳng Bắc Cạn 8-15. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Ba Bể 16-8. Tiếp tục đánh bóng ra ngoài, điểm 17-8 cho Ba Bể. Tiếp tục đánh bóng ra ngoài, điểm 18-8 cho Ba Bể. Điểm 19-8 cho Ba Bể. Bóng ra ngoài, điểm Cao Đẳng Bắc Cạn. Vâng, như vậy trọng tài xác định bóng trong sân. Điểm 20-8 cho Ba Bể. Điểm set point của trận đấu. Bóng còn. Cơ hội cho Ba Bể. Tài xác định đánh lại pha bóng này, lưới hai bóng trong sân. Ba Bể phát bóng. Một pha đánh bóng tốt của các cô gái bên phía Ba Bể, điểm 21-8. Như vậy kết thúc set thi đấu đầu tiên, Ba Bể giành chiến thắng 21-18, 21-8, tạm vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn thấy hay thì hãy like, đăng ký, ủng hộ kênh để theo dõi những video tiếp theo. Vâng, một lần nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.